Hello mọi người, lại là mình Vũ Viking đây. Thì các bạn có thấy cửa hàng phía sau không? Thì nó sẽ được làm lại cho mọi người. Đây, trong bản cập nhật này các bạn ơi, ngày 3 tháng 2 ha, thì chúng ta sẽ có một bản cập nhật mới. Thì hôm nay thì thông báo cập nhật hơi bị sớm các bạn, mới ngày 28 đã cập nhật rồi. Hình như ngày 3 tháng 2 là đúng mùng 2 Tết hay sao các bạn ơi. Được cập nhật cái gì đúng mùng 2 Tết luôn, trời ơi trời. Tòa nhà đang xây và nhiều cư dân chờ đợi rốt cuộc là gì? Khai trương tòa nhà mới và cả sự kiện trở lại với hình thức mới mẻ. Hãy đi xem ngay nhé. Wow, một số sản phẩm trong cửa hàng Live Precept được bán bằng đá quý đó các bạn, cho nên là các bạn để dành đá quý ha. Bữa giờ bán bằng vàng không, không có tiền mua các bạn ơi. Hôm nay thì chuẩn bị có bán bằng đá quý rồi đó, nên các bạn để dành đi. Nội dung mới nè các bạn ơi, khai trương cửa hàng mới nè, cửa hàng 7-11 ha. Hãy tham quan cửa hàng tiện lợi đã được tăng trang cửa hàng 7 ha. Sản phẩm đặc biệt nào chỉ có thể được tìm thấy trong cửa hàng. Có thể nhận được trang phục Veni. Quay trang phục bên đây hình là như là trang phục mà con gấu nó đang mang nè các bạn ơi, con gấu tuyết hay sao, con gấu tuyết đang mang nè. Wow, với cái bên phải nè mình thấy có một tấm hình của con chim nè, có bộ trang phục mới luôn các bạn. Còn bên trái cũng vậy luôn ha, có bộ trang phục mới nè, bên trái là hình như con mèo, còn bên phải là hình như con chim đó các bạn ơi. Quay trà bà, trang phục đó miễn phí cho lần đầu đến cửa hàng ha. Là các bạn sẽ khi mà cập nhật các bạn tới cửa hàng này, các bạn sẽ được phát một bộ trang phục miễn phí. Quay ngày 3 tháng 2 mình sẽ vô review cho các bạn xem ha. Hãy đón chờ sản phẩm mà nội dung đa dạng đã được thêm vào trong cửa hàng tương lai nhé. Quay mà chắc chắn trong đây có nhiều bộ trang phục và có nhiều vật phẩm để cho các bạn mua lắm á. Như nếu mà trong cửa hàng này chắc không bán bằng vàng đâu các bạn ơi, mình nghĩ bán bằng kim cương lại bằng tiền thôi. Với lại là cửa hàng mua sắm ăn uống đồ cũng có một phần trong đây luôn ha. Tại vì cửa hàng mua sắm ăn uống siêu thị hồi bữa nó dẹp mất tiêu rồi để nó làm cái này nè các bạn. Cho nên là mình nghĩ là nó sẽ có bán vật phẩm, đồ đạc nè, với lại là ăn uống đồ trong đây luôn ha. Rồi sự kiện tiếp theo đó các bạn ơi, sự kiện hòn đảo Kea đã trở lại đón lễ tình nhân ha. Gặp gỡ NPC đó cho hòn đảo Kea hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau và đổi lấy các vật phẩm lễ tình nhân. Ôi thì ngày 3 tháng 2 là bắt đầu sự kiện lễ tình nhân các bạn, Valentine đó, tới ngày 14 tháng 2 luôn. Ui, cũng khá là lâu để cho các bạn có thể làm nhiệm vụ và nhận vật phẩm ha. Thì các bạn nhìn trong hình này thì có một nhân vật thằng tình yêu nè các bạn ơi. Trên cổ tay nó có một cái lắc hình trái tim nè, với lại trên cái vòng trên đầu cũng có hình trái tim luôn ha. Bộ đầu tóc đỏ này, bộ tóc đỏ này hình như chống chơi bộ tóc đỏ trong zombie á, cái bộ zombie đó mọi người, cương thi đó. Thì với bộ trang phục Valentine tình nhân luôn nè. Đấy, các bạn thấy bộ trang phục lễ tình nhân không? Đó, đôi giày có trái tim được các kiểu luôn ha. Thì tới đó các bạn sẽ hoàn thành nhiệm vụ và hình như là nhận được những vật phẩm này luôn các bạn. Đồ, mình nghĩ là rất là nhiều vật phẩm trong lễ tình nhân luôn, sô cô la đồ các kiểu luôn ha. Nhất là cái vòng thiên thần tình yêu ở trên ha, với lại cái lắc tay tình yêu nha các bạn. Rồi, phía dưới đó các bạn ơi, cùng với đó thì giờ đây bạn có thể gửi lời muốn nói đến bạn bè. Bạn có thể để lại bài viết cho bạn bè trên tường trong profile, bạn có thể tiếp tục trò chuyện thông qua chức năng trả lời bài viết. Uầy, vậy là cái này giống ở trong Facebook luôn các bạn ơi. Thì mỗi lần các bạn chúc sinh nhật cho ai đó thì các bạn đăng lên trang cá nhân của bạn đó đúng không, đăng lên tường của bạn đó đúng không, thì ở đây cũng tương tự ha. Đó, thì bây giờ trong cái profile của các bạn có thêm một cái tab bên đây nữa là nó sẽ để bài đăng ha. Mình hồi xong cái này rồi mình sẽ có như rất là nhiều bài đăng trên cái profile của mình luôn mọi người. Mọi người bữa nay không có chat qua thư nữa mà chat qua bài đăng không á, quá trời luôn. Thì đây mới là bản beta thôi mọi người, mới là bản beta thôi ha, mà không biết là có bị spam không các bạn ơi. Này về spam thì cũng hơi bị khó chịu đó nha. Rồi chức năng này cũng hay luôn ha, thì có ai có mệnh dạng tỏ tình hay cái gì đó thì gửi cho bạn kia của mình luôn ha. Rồi tính năng tiếp theo nè các bạn ơi, đó là hệ thống màu chữ chat đa dạng ha. Có thể mua được nè các bạn ơi, nhưng mà có khoảng một thời gian nhất định thôi. Nhìn như trong hình ha, thì màu đen nè, thì nó được bán bằng kim cương, nhưng mà nó sẽ sử dụng trong một phút thôi. U là trời, vậy là mỗi lần có tiệc hay là cái gì các bạn muốn chat nó nổi lên á, thì các bạn mua thì nó chỉ tồn tại trong quá khoảng mấy phút thôi các bạn ơi, thì nó sẽ hết ha. Cho nên là mua cái này thì cũng tốn kim cương nữa các bạn ơi. Chỉ có những việc quan trọng mà mình muốn chat lên á thì nó mới hiệu nghiệm, nổi cái chat của mình thôi ha. Rồi tính năng nữa nè các bạn ơi, cấp vật phẩm mới nè, VIP được thêm vào á. Uầy, cấp vật phẩm mới là sao? Là gói VIP được nâng cấp à các bạn? Hãy kiếm cấp vật phẩm có cấp cao nhất. Uầy, vậy là VIP được nâng cấp nha các bạn ơi, hình như được thêm cấp VIP hay sao đấy. Uầy, xịn luôn. Thì chúng ta hãy đón xem vào ngày 3 tháng 2 ha. Rồi, cải thiện sự tiện lợi nè, phần thưởng mời bạn bè. Thì bình thường các bạn chơi game chung với bạn bè, mời bạn bè vô chơi game chung ấy, thì phần thưởng các bạn sẽ được phần thưởng kim cương với lại mấy món quà đó. Thì hôm nay nó cũng sẽ được reset lại ha, không biết là nó sẽ được phần thưởng gì. Mình thì mình chưa làm cái này luôn mọi người, mình chưa làm cái này luôn. Tuy nhiên có một số lượng không tăng khi bạn mời lại người, đó là
Nhiệm vụ thì cũng vẫn vậy thôi, nhưng mà phần thưởng nó sẽ được thay đổi ha. Rồi cải thiện danh sách quà tặng nè, thì quà tặng cũng được thay đổi ha, quà tặng gửi cho tặng cho bạn bè đồ các kiểu á. Mới được hôm bữa thì chủ đề bánh mì đồ, hôm nay thì sẽ là đổi qua chủ đề Valentine các bạn, lễ tình yêu rồi các kiểu, sẽ có những món đồ tình yêu cho các bạn. Rồi bản cập nhật tới đó thôi các bạn ơi, thì chúng ta sẽ đợi tới ngày 3 tháng 2 ha. Thì trong cập nhật này mình thích nhất là cửa hàng Life Friends sẽ bán đồ bằng đá quý cho mọi người, với lại cửa hàng 7-Eleven ha. Thì bữa đó mình review cho các bạn xem trong cửa hàng này sẽ có gì ha, và các bạn nhớ đón xem nhé các bạn, và đừng quên kéo xuống giúp mình một like và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất của mình nha. Bye bye, bye bye mọi người, bye bye mọi người, trời tối luôn rồi, bye 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 bye. Boop 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 bo